Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình dẫn cả nhà đi ăn ô tiếu gõ cả nhà ơi. Ô tiếu gõ này nằm ở quận 8. Nó nằm đối diện cái chung cư Him Lam Nam Khánh, nó nằm trên đường Dương Quang Đông. Đối diện cái tiệm tạp hóa là lô 015 cả nhà. Tiệm ô tiếu gõ này rất là lâu năm rồi cả nhà. Em quay sơ sơ tiệm ô tiếu coi. Tại giờ mình đi trễ quá, đây là còn giò. Cái này là sườn. Cái này là thịt đùi á. Này là nui. Này là bánh canh nè. Còn cái này là hoành thánh. Tại mình đi trễ. Còn cái nồi nước lèo kìa. Ôi cái nồi nước lèo quá trời luôn. Cái này là tô hủ tiếu, nồi nước lèo quá trời luôn nè. Cái này là bò viên nè. Quá trời. Ủa nó ngày này cái tiệm mình bán bao nhiêu lâu rồi ta? 13 năm rồi. Trời, một rổ thịt luôn nè. Trời ơi, một rổ thịt bán 13 năm rồi. Ôi một rổ thịt quá trời luôn. À, mình ăn hủ tiếu ha. Hủ tiếu đi. Hủ tiếu khô nha. Hủ tiếu khô hả? Ừ. À, thịt nạc á. Thập cẩm đi. Ở đây không có chỗ ngồi luôn cả nhà ơi. Giờ ngồi đâu đó giờ? Đi kiếm đi. Đông. Giờ ngồi đây ăn được không em? Ngồi giữa tủ ăn được không? Giờ hết chỗ ngồi luôn á nha, đây giờ không còn cái ngồi. Thôi mình đợi đi, mình đợi có chỗ rồi mình vô mình ngồi. Này có bàn rồi nè. Ồ, hên quá, cô này nhường rồi. Con Vinh. Hai tô hủ tiếu khô thập cẩm đi ha. Dạ. À. Có bàn ngồi rồi. Có bàn ngồi rồi. Mình lại trễ không có chỗ ngồi luôn cả nhà. Chứ bệnh miếng ơi. Thường á nó người ta bán là đây bán là 3 giờ rưỡi. Không. 3 rưỡi chứ. Không, 2 giờ đâu có bán rồi, 2 giờ. Bán tới hết thì thôi. Nó, em này bán bao lâu rồi em mới hỏi. 13 năm rồi. 13 năm. 13 bán rất lâu rồi nha. Nhưng mà cả nhà đi đường Quả Mùng gặp đường cao lỗ á, là quẹo phải về hướng mà bến xe quận 8 á, là nó gặp con xanh đỏ đầu tiên, quẹo trái vô là gặp liền, nằm bên trái luôn. Nãy tưởng đâu đứng ăn luôn rồi đó. Tính đứng ăn luôn rồi, để trễ quá. Em ăn cái gì vậy? Hủ tiếu khô hết luôn. Là hủ tiếu khô hả? Không, chị không thấy gấp nhỏ. Tập cẩm thì bỏ sườn đi. Cho một tô khô, một tô nước đi. Cho củ cải nữa nha. Nhìn hấp dẫn quá. Hủ tiếu khô. Bỏ sườn nữa. Rồi, cảm ơn trai nha. À, mỗi một bó đồ sườn nữa nha. Rồi. Một tô hủ tiếu nước nữa nha. Trời, cái nồi nước lèo quá trời luôn, quyết nữa. Ở đây ngon quyết mà. Nồi nước lèo. Mình bán mấy giờ mình mở ta? 1 giờ là có bán rồi. Bán tới chừng nào? 9 giờ 10 giờ. Nào hết cái sâu nước lèo là mình. Một tô hủ tiếu cơ. Giờ một tô hủ tiếu nước. Em xe người ta đậu ăn cả nhà. Đậu dài dài luôn. Nguyên cái khu này nè. Wow. Đây, tiếu gõ tới rồi cả nhà ơi. Mém chút nữa là đứng ăn luôn. Ủa ngồi. Hên, ta lại ta ăn vừa xong luôn cả nhà. Không phải là đứng ăn luôn mà chứ không phải là ngồi ăn nữa. Để ngồi dựa cái tủ của người ta ăn luôn. Cho em cái chén em làm nước chấm đi. Ừ, đúng rồi đó. Em phải làm nước chấm mới được. Em là chuyên nghiệp làm nước chấm. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Ơi, còn một tô của em nữa. Sắp tao quên rồi đó. Không quên đâu. Ớt nhiều hết anh. Thôi anh ớt xong nè. Tiệm tiếu gõ ăn riết quen. Giờ này mỗi lần người lại ăn đem dĩa ớt nè cả nhà. Nói mình ăn hết này là ăn hết dĩa ớt này được miễn phí. Anh quen vậy luôn. Mình có hứa với cả nhà rồi đó. Bữa trước mình ăn tôm hùm, bữa sau là mình ăn hủ tiếu gõ. Giờ mình làm được rồi đó. Mình làm được rồi đó cả nhà. Ủa không có muỗng hả? Đúng. Rồi. Làm được rồi phải không? Làm được rồi đó, nay mình làm được rồi, mình không có thất hứa. Đây là tô hủ tiếu nước của mình nè. Đây tô hủ tiếu này là hủ tiếu khô. Hủ tiếu khô, hủ tiếu nước. Nhưng mà hồi này hủ tiếu sườn đúng không? Sườn, đấy cục sườn. Đây,
trong đây cho, ở trong đây là ba lát thịt, hai lát thịt, một miếng giò viên, còn trong đây là cục sườn. À em được hai cục, đây cục sườn đó nha, đây cục sườn hai cục, em được hai cục sườn. Thôi vợ chồng mình mời cả nhà cùng ăn hủ tiếu gỏi với hai chồng mình nha. Vợ chồng mình mời cả nhà ăn hủ tiếu gỏi với hai chồng mình nha. Dạ. Bữa nay mình làm được. Nay làm được rồi cả nhà ơi. Em xin miếng ớt ở đây vô đi. Nay làm được rồi. Nay là mình làm được rồi đó. Mình hứa là bữa mình ăn tôm hùm, bữa sau mình ăn hủ tiếu gỏ, mình làm được rồi đó. Thôi ăn em. Em thử cái nước. Rồi nước. Nước thôi. À, gì nè em. Rồi coi tô hủ tiếu gì nè, mấy triệu đó. Đó, vậy mới ngon. Vô em. Dạ, vô em. Quá hấp dẫn. Vô nha. Nóng quá. Quá nóng rồi. Quá hả? Quá trời nóng luôn rồi. Cái muỗng ăn phải không? Ừ. Không biết rồi. Ngon quá. Đó. Nay tối luôn cả nhà. Nay ngồi ngoài đường ăn nữa. Xe cộ nó nhiều, nó chạy tiếng ồn á. Hôm qua mình cũng vậy phải không? Hôm qua mình ăn cơm á, cũng xe ao 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 luôn. Tiếu gõ này rất là ngon luôn cả nhà, cực kỳ ngon. Các cái nó bán này là đây là khu này ta ăn rất là nhiều. Chiều quá là đông lắm. Đem tới nhà luôn anh, ngồi đâu điện thoại có số điện thoại là đem tới nhà. Đó lúc ta ăn nếu đông quá ta kêu để nhà ăn luôn. Chúng coi là kêu quán cà phê rồi. Wow. Còn chưa. Mềm. Mềm. Ừ, chơi đi một cái ngược lại cắn là vô ha. Cái này cũng như tiếu gõ 20, 25, 30. Một tiếu gõ này đặc biệt cái cả nhà. Nước súp cực kỳ ngon luôn. Nước của tiếu gõ này cực kỳ ngon. Bởi vì ở đây rất nhiều người ăn luôn. Cực kỳ là ngon. Món này nhiều người thích lắm. Còn nước mắm nè. Mắm hả? Ừ. Tương đó, ăn tương cái gì? Mắm. Bạn có sao ăn được? Em thấy không ạ? À, khách thì yoga hoài vậy cả nhà. Xe là cái như là nó ở khu bên đây làm bàn, còn cái khu quẹo ở chỗ này nó quăng qua thêm một vòng bàn nữa cả nhà. Không thứ rõ thì muốn giục á. Quá à. Tôi này là 30. Nhiêu? 30. Còn 20, 25 cũng có nữa. 30 mà được hai cục sườn ngon một. Mấy anh muốn cục à? Không, tại em ưu tiên cho em hai cục. Thôi này em phải cầm chấm mà chứ em cầm đũa gớt. Chủ quán hỏi sao lại trễ vậy? Phải trễ người ta bán hết đồ hả? Hết đầu chân luôn hả? Hết đầu chân còn trong gỗ chút hả? Một ngày chủ bán là mấy chục ký hủ tiếu nè. Sao ra cái nước lèo ngon hơn. Ừ. Không hiểu không? Chú gọi là nước lèo ngon nè. Nước lèo cực ngon. À. Ở trong đất luôn, đông. Quán này ngon lắm cả nhà ơi. Đừng có tiếu này nè. Em này bán cũng vui vẻ, nhưng mà bán cực kỳ là đắt. Cái nhà có dịp nằm đi ngang, ghé ăn tiếu gõ thôi. Hên chui, nhiều khi xếp hàng đợi bàn như mình hồi nãy vậy. Ủa tiếu gõ mà xếp hàng.
tính ngồi kế cái xe hủ tiếu ăn luôn nên cuối cô nó nhường bàn. Nhớ không tính tiền ngồi hả bà? Ta tính đi gọi, nó chưa kịp đứng lên hiểu không? Ừ, tôi thấy mình nó không có chỗ ngồi á. Nó đứng gì giọt luôn cho mình chỗ ngồi luôn. Thôi rồi á, ngồi giữa cái tủ hủ tiếu ăn. Hai chồng có hai tô rồi đó ăn luôn. Cục sườn em ngon sợ luôn. Mềm. Không có dai vừa ăn à. Nó mà những người đi mà bình thường mà đói bụng á là tô tiếu gõ này phải bút 2 tô, một tô không gì đủ no đâu. Nhưng mà nãy hai chồng mình còn hơi no. Nhưng mà cái người ngon phải ghé ăn và ghé ăn nữa. Nói chung là em đạo hủ tiếu gõ ăn nhiều lần. Hủ tiếu gõ là phải. Mới đi về anh khách về đi về. Bây giờ là phường 4, phường 8 em à? Phường 4, phường 8. Cô Tứ gõ này không có địa chỉ. Anh nằm trên đường Dương Quang Đông đối diện chung cư 25 Nam Khánh á. Là cái nhà tới chung cư 25 Nam Khánh mà trên đường Dương Quang Đông là gặp à? Đối diện cái tập quán 015 á. Ừ. Sao ăn tô tiếu gõ này ăn bút bao giây xong? Thôi clip mình kết thúc ở đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký, chia sẻ, ủng hộ cho kênh Quán Duyên để mình có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.